Linh kính chào các bạn nha. Thì hôm nay Linh được nghỉ làm các bạn, thì hôm nay Linh lại tiếp tục làm clip cho bạn xem. Thì hôm nay Linh sẽ làm một món là ốc nướng nha các bạn. Đây, ốc nè các bạn. Thấy không? Con nè, con nấy bự chảng luôn các bạn. Ốc thì ốc này hồi lúc hôm này mình đi soi các bạn, nhưng mà hên một cái là hôm này mình đạp con gián lục đuôi đỏ, hên mình đạp cái đuôi nó cái mình bỏ cái xô ốc mình chạy luôn các bạn. Chứ nó quay lại nó cắn mình là thấy thấy bà luôn rồi. Thì bây giờ nay có anh mình nè, anh mình thì nãy giờ đang nhúm lửa cho có than để nướng các bạn. Đây bây giờ mình đi nướng ốc nha. Đây, ốc rồi hôm mình đi soi nè các bạn, thấy không? Tuy là không có nhiều nhưng mà ốc bự không nha. Đây là sẽ nướng với cái này là quế nước với ớt với dầu với sả nè các bạn. Anh mình nó nêm gia vị đầy đủ rồi. Còn cái này thì ớt mình hồi mình nướng xong mình sẽ chấm nha. Tắc hành này thì mình hồi sẽ nặn vô. Rồi bây giờ mình đi nướng nha các bạn. Bây giờ mình sắp vô nha các bạn, cho nó chóc cái mài ra, đàn hồi mình bỏ gia vị vô mình nướng. Nóng quá. Wow, thấy đũa chưa, nóng quá các bạn ơi. Thì khối lỗ tai luôn, xì khối lỗ tai luôn hả? Cây tre không biết chịu nổi không nè, hồi cái nó gãi cái rồi sập luôn hết luôn, đói luôn, nghĩ gì ăn luôn. Đây con này là con ốc đắng đó các bạn, hôm thấy ốc đắng bự quá bắt luôn. Hôm nay đãi anh em ăn gì đi chứ, từ hôm sáng bị cái lụng đỏ cắn là ba mấy rồi đó. Thì nay đãi ốc nè, thấy không, nay đãi ốc nướng nè, hôm mà bị cắn là nay đi chích rồi ba triệu có mấy rồi. Nằm viện nữa chứ, Ừ viện khỏi làm đó, giờ chiều nay để anh em lại ăn lẩu bữa. cha mình lúc đó các bạn cũng đi sôi vậy nè, cũng đạp con gắn đuôi lục đuôi đỏ, gắn cỡ cái đầu đũa mà nó độc, nó cắn nó hành cái giò cha sưng chà bá luôn. Đây bây giờ thì một hồi lửa thì nó chốc mài rồi đó các bạn. Giờ mình lột mài nó ra nha các bạn. Đó. Toàn bộ nó nổ kìa. Rất đang con trời ơi. Văng ốc ra ngoài luôn, ghê trời. Đây bây giờ quá dữ quá dữ. Mình lột mài nó ra nha các bạn. Nó nóng chốc quá. rồi. Khói quá trời khói, chảy nước mắt luôn. Nó vừa cái vỏ dừa còn ướt á. Đó, con ốc trời ơi nó mặc quá các bạn ơi. Thôi, quá ngon. Đó, trời ơi con ốc thấy không Tiễn. Ốc mập quá các bạn ơi. Con này sống ra. Cái nào không ấy lấy cái dao khựa ra. Ra hết chứ. Nóng quá trời. Nè con này nè, con này nãy không ra nè. À sao không? Không ra. Ui. Quá ngon luôn các bạn ơi. Tính ra nó cũng màu tóc mài quá ha. Này đụng vô nó tóc. Hôm mày soi trúng à, trúng được ốc bự không à. Mày mình lễ ra hết nè các bạn, không lấy mài rồi, giờ mình lên lại nướng nè. Đó, nóng quá, nóng quá bạn ơi, quá độc. Nè dít dít cái cây vô, lấy cái cây vô là thôi đổ nè. Dễ gì đổ đó. Ấy da, nóng quá. Đó vậy mới được.
qua nông đó, xoài ngon quá ngon. Này mình nướng với quế nước nha các bạn, chứ không phải là muối ớt. Có ớt nữa mà không có muối. Ôi, nó văn ốc ra luôn rồi. Ghê trời. Bài hết một con rồi. Chưa ớt gì mà nãy ra mày nói không bỏ vô được cái miệng con ốc. Vô hết chứ ở đó. Ăn ốc bự nè. Thấy chưa, nó sôi lên nè. Ốc thấy ngon rồi đó. Ốc bự nè. Anh Tiễn mình làm món này nha các bạn, để thử ăn thử coi ngon không nha. Gia vị đâu là Tiễn nó niêm hết đó. Ốc mập quá các bạn ơi. Mấy con này lửa than không tới nè. Hồi chiều lửa than ra. Vậy cho nó cũng chín tất thôi. Đây quế nước nè các bạn, quế nước. Cái này nướng lửa áp là nó nổ à. Nóng quá phải không? Ừ. Lửa không áp thì nó không nổ. Đây các bạn, ngon chưa? Quá ngon luôn các bạn ơi. Xôi nè, nó xôi. Xe xe, xeo xeo. Này nướng tiêu xanh cũng ngon. Mà lần đầu ăn mới ăn quế nướng thiệt. Ăn thử coi sao. Hay. Ngon quá, xôi nè các bạn ơi. Xôi khô nước luôn nè. Nóng quá nóng. Đây các bạn, thì nãy giờ mình nướng cũng khá là lâu rồi đó các bạn. Chín rồi nè. Không. Khô mài rồi đó. Nước rồi nó hết sôi rồi bạn, chín rồi đó. Giờ mình đem lại đằng kia ăn nha các bạn. Chín rồi nè bạn. Đây sẽ chấm với cái này nha các bạn. Vào đây tăng muối ớt. Đây, hành sẽ nặng vô nha bạn. Dao đây có dao sẵn đầy đủ. Nặng hết luôn đi. Đây, nó ăn muối ớt nó đâm nó dày nè các bạn. Đâm thấy ớt không à, chứ không thấy muối đâu từng. Đó, nặng vô. Rồi đi, hai tay nó đi. Đây được. Quá ngon. Làm con ốc bự đi các bạn. Đây, thấy chưa? Con ốc bự có ớt. Có ớt nè, rồi có quế nước nữa. Wow. Ủa, ốc bự rồi. Coi gãi cây luôn mà. Nãy qua gãi cây luôn các bạn. Đây. Ui. Này cái này ngon nè. Không không thể nào bỏ đứt được cái dao đâu rồi. Đưa dao ra. Chặt đất nghe các bạn. Này không ra đất các bạn. Tốt quá. Đó. Cây mình muốn ăn đít phải chặt cái đít nữa bạn. Cái mình nãy nó ra nè. Phải chặt đít mới được, không thể nào bỏ được. Quá ngon luôn các bạn ơi. Không phải nói thì bữa nay thấy là ngon thiệt. Ngon rồi phải ngon. Sao ngon thiệt được. Chắc cú rồi phải ngon. Đó, mà. Thấy chưa các bạn, ra cái đít nè. Trời ơi. Quế nước ngon. Chậm mưa ớt. Có miếng ớt à. Giờ với cái này. Chà không? Chà chứ. Nè bạn, trời ơi. Nó đã. Quá. Cái này không phải là ấy đâu nha bạn. Cấp nước, nước, cái gan. Cái gan của nó các bạn. Hồi nhỏ mình ăn mình bỏ đó hết trơn, mình không biết.
gan ha. Nó là cái gan của nó. Mình tưởng nó là cái kia nhưng mà thật sự không phải. Cái là sình phải không? Để con này gà hết luôn cho bạn coi nè. Đó. Đây các bạn, thấy chưa? À, quá đã luôn. Thấy không? Thấy em Út nó hay không? Nãy giờ anh làm không được gan đít con nào hết. Ồ bạn. Quá đã luôn các bạn ơi. Được, cái này được, mốt anh em mình làm ăn tiếp. Bữa cũng nướng nữa bạn. Nướng muối ớt. Hay à, không biết nướng. Không à, bữa đó có mình nghe mình không biết nướng các bạn. Phải làm trong chén muối ra không được luôn rồi. Đúng rồi, tao đâm muối, còn mày thì mày bỏ vô, ai kia mày bỏ nhiều quá chi, mặn cát luôn các bạn. Chứ không được ngon như vậy đâu. Này là quá ngon luôn. Quá tuyệt vời. Vậy mặt trời là mày gà ngon ăn để tao chặt cho mẹ con. Kinh nghiệm lâu năm không biết ăn ốc gì hết. Tê luôn. Cứng quá. Tại này nó mới vừa chín đó bạn. Nó còn dai lắm. Đó, như vậy coi coi không ra nữa đi. Đó. Đây. Ôi trời ơi, quá đã các bạn ơi. Đó thấy không? Đây nè. Chấm bớt à. Bữa cơ là quá ngon. Không thể làm được. Ăn là cái gan nó béo lắm rồi. Phải như vậy không? Cái này là gan chứ không phải là sình đâu nha các bạn. Gan đúng béo. Không hấp nước nước. Đây các bạn ơi. Ăn mà không cưỡng ra được luôn các bạn. Sự quá ngon. Quá ngon. Trời ơi. Chị mày có coi cái clip này là thôi rồi, chửi cho mà nghe. Chửi gà. Không gà rồi. Gà chặt tiếp. Yếu quá. Đó, thấy chưa? Nghe mình giờ ta thấy mình không biết ăn ốc vậy nó. Nó kêu mình yếu rồi các bạn ơi. Nghe mình láo rồi. Chứ gì. Chặt đít ốc mà nãy giờ chặt không được cái nào hết. Đó không. Chặt một cái một là nó dày. Hấp nước. Ăn một miếng quế nước nữa. Trời ơi. Miếng ớt nữa. Nè tay tao rút cho mày ăn. Bác ăn. Thì miếng ớt nè. Ớt đều đều nó ngon. Ê, hơi cái hột chanh kìa. Chết gà. Đó, không. Đút cho em các bạn. Ai cho mẹ ăn. Bạn miếng ớt kìa. Trời ơi, nó đã. Phải sao luôn. Ớt vừa cay canh vừa chua mà ốc nó béo luôn rõ ghê. Ốc rất là dai luôn.
Hụp nước bước đó để chảy nước cần. Em mình đang lát dở quá bạn ơi. Tốt nhiều quá sạch các bạn ơi. Có mày lỡ nổ cái chân nha. Nó cận được không? Đúng là quấy nước đúng không? Khê quá khê à. Sỉnh luôn á. Mày giỡn đâu? Không nhậu mày sỉnh á. Này sỉnh mồi các bạn. Này sỉnh mồi. Hứ. Mày gặp mày nhỏ quá ăn cái đít cũng được bao nhiêu đâu. Này phải cho thêm miếng muối nữa, miếng thôi. Thôi miếng muối ngon. Không ý gia vị á. Miếng mắt. Dữ trời. Chưa chặt con này. Bự rồi. Cả nước hết rồi, không ngon. Bãi chiến trường. Nè các bạn. Bãi chiến trường anh em mình nãy giờ. Nữa gì ai không biết. Trời quá. Nhà tính cỡ cái nón nè, cho các bạn thêm nhưng mà thôi, đồng mới hết. Sợ các bạn chê xấu quá luôn. Cay quá chảy nước mắt luôn các bạn. Ra không? Ra không trời. Sao? Chọc cho mày ngọt khói luôn nè. Ông giảm không ra tài. Trời ơi. Mày sảnh rồi mày. Này sai mồi luôn các bạn. Cái này mới tê nè. Cái nước ủa. Béo, có dầu béo. Có quế nước thơm nữa các bạn ơi. Không thể nào mà cưỡng lại được. Quá ngon. Quá ngon. Này cái đen đen này là cái gan đó các bạn. Gan của nó. Quá đã. Không thể chừa một phần nào. Không thể nào chừa cái nào thôi. Bữa nay thật sự quá đã luôn. Quá 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 đã. Đúng không? Được, cái này anh làm được. Là phải vậy đó. Các bạn ơi, thật sự hôm nay là mình với anh mình ăn ốc rất là ngon các bạn. Đây bãi chiến trường. Bãi chiến trường vậy nè. Giờ còn toàn là vỏ không các bạn ơi. Rồi, clip nướng ốc của anh em mình đến đây là hết nha bạn. Nếu như các bạn cảm thấy clip của mình hay, nhớ subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho hai anh em mình nha. Để hai anh em mình có nhiều động lực ra nhiều clip hay. Nướng ốc hay là bắt cá, săn bắt miền Tây, các thứ về miền Tây. Thiệt nha nha các bạn. Rồi, bye bye nha.